Mới đây, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam Việt Tinh Banh, chi nhánh Nam Thăng Long, phát đi thông báo về việc đang phối hợp cùng Tri Cục Thi hành án dân sự quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, để phát mại tài sản bảo đảm thu hồi nợ theo hình thức bán đấu giá công khai. Tài sản bán đấu giá là quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán căn hộ trung cư, ký ngày 28 tháng 7 năm 2017, giữa Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Đầu tư Việt Nam và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Trường Minh, Tài sản là căn hộ chung cư M3SK04 Vinhomes Metropolis, tầng 44 và tầng 45 của tòa nhà M3 Vinhomes Metropolis. Được biết, căn hộ M3SK04 là 116 căn penthouse và Sky Villa nằm trên đỉnh 3 tòa tháp M1, M2, M3 thuộc Vinhomes Metropolis. Đây đều là những căn hộ thể hiện sự xa hoa với giá trị cũng trên đỉnh. Nhìn chung Sky Villa là một khái niệm mới, có nghĩa là biệt thự trên không chỉ những căn hộ đẳng cấp nằm trên đỉnh các tòa nhà đắt giá. Trong tất cả các dự án của VinGroup Sky Villa chỉ có tại Vinhomes Metropolis, Vinhomes Skylake và Vinhomes Central Park. Tuy nhiên căn hộ Sky Villa có riêng bể bơi bên trong nhà thì chỉ có duy nhất tại Vinhomes Metropolis Liễu Giai. Theo đó, biệt thự trên không M3SK04 mà VietinBank đang giao bán là một căn hộ như thế. Vietinbank cho biết diện tích sử dụng căn hộ theo hợp đồng mua bán căn hộ là 456,7 m2. Diện tích thực tế khi bàn giao căn hộ là 456,21 m2. Trong đó diện tích tại tầng 44 và 45 lần lượt là 271,6 m2 và 185,1 m2. Diện tích thực tế bàn giao là 273,96 m2 và 182,25 m2. Theo giới thiệu của Vietinbank, căn hộ có hướng Bắc Đông, thiết kế theo lối kiến trúc tân cổ điển sang trọng. Ban công sở hữu tầm nhìn panorama view toàn bộ thành phố, view Hồ Tây. Căn hộ được bố trí thông tầng bao gồm 5 phòng ngủ, 4 phòng WC, có bể bơi riêng, tường ốp đá, nền lát đá granite, cầu thang tay vịn gỗ, lan can thang rát vàng. Dự án tọa lạc đối diện trung tâm thương mại Lotte, cách bờ hồ Hoàn Kiếm 4 km, cách hồ Tây 1,5 km, cách công viên thủ lệ 800 m. Việt Tiên Banh giao bán tài sản với giá khởi điểm là 59,353 tỷ đồng. Trên các trang môi giới bất động sản, căn hộ này từng được giao bán với giá lên tới 105 tỷ đồng, nhưng hiện nay đã giảm xuống chỉ còn khoảng 60 tỷ đồng. Việt Tiên Banh cũng cho biết thêm, căn hộ chung cư M3SK04 Vinhomes Metropolis chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do công ty trách nhiệm hữu hạn Trường Minh chưa thanh toán, khoản tiền còn thiếu 5% đợt cuối, tiền lãi phát sinh cùng các loại thuế phí theo văn bản của công ty cổ phần tư vấn đầu tư và đầu tư Việt Nam. Tạm tính đến ngày 19 tháng 12 năm 2022, tổng số tiền cần phải thanh toán là 3,48 tỷ đồng. Do đó người mua được tài sản đấu giá chịu trách nhiệm thanh toán toàn bộ các khoản chi phí nêu trên và tự liên hệ với các đơn vị và cơ quan có thẩm quyền để thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận. Vinhomes Metropolis là dự án nằm tại số 29 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội. Đây là tổ hợp dự án nhà ở cao cấp gồm có chung cư, duplex, shop house, sky villa và nhiều văn phòng cho thuê. Dự án nằm tại vị trí trung tâm với tầm nhìn ra bốn hồ của Hà Nội, Hồ Tây, Hồ Ngọc Khánh, Hồ Giảng Võ và Hồ Thủ Lệ. Để nói đến đỉnh cao phải kể đến dòng căn hộ Sky Villa đắt đỏ tại hai tòa tháp M2-M3. Được biết, theo thiết kế mô hình duplex, mỗi căn hộ Sky Villa đều sở hữu cửa kính thông tầng cao tới 7m, mang đến tầm nhìn không giới hạn toàn cảnh Hồ Tây và trung tâm thành phố Hà Nội. Đặc biệt, một số căn hộ Sky Villa còn sở hữu bể bơi riêng, tạo cho gia chủ cảm giác như đang tận hưởng kỳ nghỉ dài bất tận từ ngay trong chính căn nhà của mình. Trước đó, kế hoạch đấu giá được thông báo thời gian là 15 giờ ngày 10 tháng 2 tại trụ sở công ty đấu giá hợp danh Bảo Phong, quận Đống Đa, Hà Nội. Tuy nhiên, một cán bộ liên quan cho biết, đợt đấu giá ngày 10 tháng 2 chưa thành công do không có hồ sơ tham gia đấu giá. Dự kiến trong thời gian tới sẽ có thông báo đấu giá vào đợt 2.